lọc nhạc Hàn Quốc cực đẹp luôn. Càng test lại 1-2 phút gửi cho bác khách ở Hương Thủy, Huế. Đấy. Nói chung là bây giờ anh em mua lọc nhạc thì nó rẻ như một mớ rau luôn. Lần trước thì anh em bỏ ra tầm khoảng 2 triệu mới mua được một con lọc dàn size ngắn. Hiện tại thì anh em bỏ tầm 2 triệu rưỡi là chơi được con lọc ngon lắm rồi. Thì những con lọc này thì nó đều chạy ngon lành hết. Cửa hàng test lại 1-2 phút như quay clip để cho khách yên tâm thôi. Rất nhiều hệ nhạc nha, đèn nháy thì đẹp với dòng Anam này. Con này cửa hàng xuất đi cũng giá rất rẻ thôi, 2 triệu đồng thôi nha. Bất kể khách nào dù rẻ tiền hay đắt tiền thì cửa hàng đều kiểm tra cũng như là quay lại một clip để làm cái căn cứ cho anh em. Đẹp thế. Đẹp thế. Lọc đẹp thế. Anam 18001.